giời ơi. Dưới hạn á. Anh Tài ơi, giúp em với. Có chuyện gì đấy mà em phải la lên đấy? Anh xem, em trai của anh hất nước tiểu của em dưới đây này. Kinh quá đi mất tội. Em đi thay quần áo đi, ôi quá. Mà anh bảo em đến đây làm giúp việc chứ không phải đi này đâu. Thì đến đây làm giúp việc thì làm các công việc này đấy. Vợ anh làm bao nhiêu lâu chẳng kêu thôi. Em vừa tí nữa. Rồi rồi rồi, đi thay đi, mùi kinh thế. Anh Tại quên mấy ở nhà. Vợ à, hôm nay anh có một bất ngờ muốn nói với em. Em có bất ngờ nói với anh đấy. Nhưng mà anh nói trước đi. Vào đi em. Dạ, em chào chị ạ, em là Phương Anh. Anh thấy em làm việc ở nhà vất vả, lại còn phải chăm sóc đứa em lơ ngơ của anh, nên anh thuê đứa oxy này về để giúp đỡ em, cho em đỡ phải làm nhiều. Giờ anh quan tâm em như thế cơ? Anh có em làm vợ thì không quan tâm em thì anh quan tâm ai đây? Giờ việc bếp núc nhà cửa có gì em cứ hỏi chị nhá. Dạ vâng ạ, em cũng nhanh nhẹn với chăm chỉ lắm ạ, thế nên là có gì thì chị cứ bảo em nhé. Việc nhà thì không có gì đâu, nhưng mà chồng chị cần người quan tâm đấy. Anh chỉ có mỗi vợ là quan tâm và chăm anh thôi. À mà vừa em bảo nói cho anh cái bí mật hay là việc gì đấy? À không, em chỉ muốn bảo là nay em nấu nhiều món anh thích lắm. Phương Anh này. Dạ. Em đến ở đây thì chị rất vui. Công việc thì cũng không có gì cả, nhưng mà chỉ cần làm một việc thôi. Việc gì vậy ạ? Đi vào đây với chị. Giới thiệu với em, đây là em trai của anh Đại, bị bại não. Mọi hoạt động đều không làm được, cần người giúp đỡ. Công việc chính của em là chăm sóc cho cậu ấy. Ủa Minh, ăn cơm nào. Há mồm ra. Ngoan. Yêu quái. Rồi ạ. Chết mất rồi. Anh Tài ơi. Lại có chuyện gì đấy? Anh xem em trai của anh đi này. Hết đồ nước bẩn của người em bây giờ cơm cũng tẩy hết ra đây này. Thôi được rồi, để anh bảo vợ anh cho em làm công việc khác. Bây giờ em ra ngoài rửa bát đi, để em cho em. À, vợ ơi, anh thấy cái Phương Anh nó không chăm sóc được cho Hoàng Thảo. Hay là từ mai em chăm sóc cho Hoàng Thảo đi, để cho cái Phương Anh làm việc khác. Không được, chả phải là anh bảo anh theo cô ta về để đỡ đàn em nhọc nhằn hay sao? Không làm quen thì làm dần cho nó quen chứ. Mà thằng Thảo nó bị như thế thì phải cần em chăm sóc nó mới hợp lý hơn. Sao từ đầu anh khen nó lắm à? Nếu mà em là thế thì thôi, để cho cái Phương Anh làm. Em làm ở đây rồi, thực sự là quá sức chịu đựng của em rồi, em không thể chịu được nữa. Cái kiểu em mới làm được có mấy hôm mà em đã không chịu được rồi. Vợ anh làm bao nhiêu năm có sao đâu. Đúng rồi, làm gì mà từ bỏ dễ thế. Chồng chị đã tốn công dắt bồ nhí về nhà để dễ dàng ngoại tình mà chưa chi em đã từ bỏ nữa. Vợ, em nói cái gì linh tinh đấy, bồ nhí nào đây? Đừng diễn nữa, tôi không muốn vờ với hai người nữa. Tôi đã cho anh cơ hội để làm một người chồng tốt, nhưng anh không biết điều. Dắt bồ nhí về đây ngoại tình sau lưng tôi. Lần ấy năm tôi đã hy sinh vì gia đình này, chăm sóc anh em anh ra sao.
Đúng, tôi và anh Đạt yêu nhau đấy. Chuyện ấy chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh Đạt yêu tôi, tình nguyện đưa tôi về nhà, chứ tôi ở với nhau là chuyện bình thường. Và để tôi nói cho chị nghe nhé, ở đây ấy, người không được yêu là người thứ ba. Thế để tôi hỏi chồng tôi, anh ấy muốn ở với ai nhé? Tất nhiên là anh phải ở với vợ yêu của anh rồi. Trong lòng anh chỉ có em thôi, chứ không có ai hết. Cô ta chỉ là thú vui qua đường. Anh nói cái gì đấy? Cô nghe rõ chưa? Làm vợ với làm bồ khác nhau lắm. Làm bố ấy, chỉ cần nằm ngửa ra đấy, còn làm vợ thì vất vả khổ sở. Cô về cái nhà này làm công việc mà ngần ấy năm tôi làm, mà mới có 5 hôm đã không chịu được rồi, thì lấy cái gì? Để tranh giành với chính thất. Giờ thì rõ trắng đen rồi. Tôi sẽ giữ thể diện cho cô. Một con đàn bà đi cướp chồng người khác, dọn đồ rồi cút ra khỏi đây. Ôi chửi em. Ly.